Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 5 tháng 12 năm 2018 đối với đối tượng Nguyễn Văn Tráng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 17 tháng 4 năm 2023 đối với đối tượng Triệu Thị Huyền Trang, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại số 168 Đoàn Thị Điểm, khu phố 5, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa còn ra quyết định truy nã số 14 ngày 11 tháng 7 năm 2016 đối với đối tượng Lê Văn Thanh, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phố Minh Hải, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về các tội danh tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và trộm cắp tài sản. Và đối tượng Trương Thị Hằng, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã số 36 ngày 5 tháng 10 năm 2010 của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.